Thưa quý vị, tòa án Connecticut từ chối yêu cầu ngừng điều trị của một thiếu nữ bị ung thư, tính từ Connecticut. Mới đây, tòa án cấp cao ở Connecticut đã từ chối yêu cầu ngừng điều trị của một thiếu nữ bị ung thư, người lập luận rằng mình có quyền để thực hiện quyết định đó. Các thẩm phán của tòa án cho rằng Cassandra C. và mẹ của cô không đưa ra được lý do hoàn hảo để phản bác lại một quyết định từ tòa án cấp dưới, yêu cầu đưa Cassandra vào tình trạng theo dõi để được tiếp nhận điều trị. Theo các bác sĩ cho biết, Cassandra đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư lymphoma Hodgkin vào hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, cô đã yêu cầu ngừng điều trị và bỏ trốn khỏi nhà sau khi trải qua một ca phẫu thuật và hai đợt hóa trị không đem lại kết quả. Theo thẩm phán James Groger cho biết, loại ung thư mà Cassandra mắc phải có khả năng chữa khỏi rất cao, tuy nhiên nó cũng sẽ gây ra tử vong nếu không được điều trị. Một tòa án cấp thấp đã ủng hộ quyền can thiệp của tiểu bang. Tuy nhiên Cassandra và mẹ của cô lại cho rằng cô có quyền được từ chối sự điều trị y tế mà mình không muốn. Theo luật sư của bà Jackie Fordin là mẹ của Cassandra cho biết, cô bé sẽ có quyền từ chối khi đủ 18 tuổi vào tháng 9 sắp tới. Trong khi đó, tiểu bang cũng ước tính thời gian điều trị sẽ là trên 6 tháng. Theo các bác sĩ cho biết, Cassandra có 85% khả năng sống sót khi hóa trị hoặc là sẽ chết trong 2 năm nếu không được điều trị bà fordin hiện đang bảo vệ quyết định của con gái và muốn xem xét những biện pháp khác thay vì hóa trị